Dạ. Em học tiếng Việt bao lâu rồi? Em học tiếng Việt khoảng 1 năm rưỡi rồi ạ. Bây giờ nói tiếng Việt như lời Việt không? Rồi. Thử thách nhá. Ok. Em có hiểu nội dung của bạn tin nhắn này không? Hãy thử cái nghĩa theo ý Việt của em. Cái gì đây cái này? Buồn vá mày nhỉ? Hả? Buồn. 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 Buồn quá. Buồn quá. Mày nhỉ? Buồn quá. Mãi. Nhẹ. Không biết. Khó quá. Nhẹ. Nhưng mà anh cũng dùng nhẹ. Nhưng không hiểu lắm. Nhí à? Nhí. Buồn quá. À, buồn, buồn quá mày nhí. Buồn quá mày nhí. Buồn quá mày à? Mày. À, tao mày. Đúng rồi. À, vậy lại gần hết năm lúc 12 rồi. Thì tôi nhìn không được trai. À, thì tự mình không được trai không được vui như vui. Hồi năm ngoái vui như người năm ngoái như hồi hồi năm ngoái như hồi năm ngoái à quá nghĩ vậy phải theo mình nghe đúng không hiểu. Nghĩ vậy. Khó quá. Thoai mửa. Thoai mửa là gì nhỉ? Nghĩ vậy. Thoai mửa. Theo bừng nghe. Nghe. À, nghe hả? Nghe gốm. Đúng là chắc là gốm. Nghĩ vậy thôi mà. Nghĩ vậy thôi. Nghĩ vậy thôi mà. Tao buồn ghê gớm. Thôi mà. Tao. Tao à? Cái này là tao mà tao buồn nghe gớm. Khó quá. Chúng mình hứa sẽ mãi là bệnh thang. Bệnh thang. Bạn thang là gì? Bạn thang. Bạn thang. Nhưng mình hứa sẽ mãi là bạn thang. Nhưng dương là nhưng. Nhưng. Trời ơi, nhưng mình hứa sẽ mãi là bạn thang. À. Đang quên theo đẹp trai mãi. Đừng yêu xấu nhỉ nha. Đừng quên tao. Đừng quên tao. Và mấy trường yêu dấu này nha. Đừng quên tao. Và mái trường. Và mái trường. Mái trường. À, mày. Mái. Mái. Mái trường. Mái trường. Yêu dấu. Yêu dấu. Yêu dấu nhỉ. Mày. Yêu dấu này nha. Khổ quá. Trời. Buồn quá đi. Sắp hết 10 năm rồi. Năm nay. Sắp hết gì? Sắp hết 12 rồi. 10 năm ở đây. Hết. Sắp hết 12 rồi. À, tức là tốt nghiệp hả? À, sắp hết 12 rồi. Năm nay. Trầm. Do lâu kì đây. Trầm cảm. Trầm cảm. Trầm cảm. Năm nay. Trầm cảm quá. Trầm cảm quá. Qua là đâu? Qua là qua hả? Qua. Quá không giống như năm ngoái gì cả. Không vui như năm ngoái gì cả. Không à,
vui là vui, không vui như năm ngoái gì cả. Nhưng mà mãi bên nhau bạn bạn nhé. Cái này là cái gì đây? Buffett forever. Best friend forever. I love Chuchu. Khó quá. Mọi người có hiểu hết hai câu này không? Đây là ngôn ngữ của giới trẻ Việt Nam nhỉ? Nếu mọi người muốn biết ngôn ngữ của giới trẻ Nhật Bản thì mọi người hãy comment để em làm video nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh để cùng chúng mình khám phá Việt nhanh nha.